Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình Kể Chuyện Ma của Tân ngày hôm nay nha. Chào các bạn cuối tuần vui vẻ. Thì những câu chuyện trải nghiệm của Tân á, thì nó rất là nhiều. Nó không phải là nó dừng lại ở cái chuyện mà mình chỉ quay đám ma không. Và những ai mà theo dõi cái fanpage của Tân trong thời gian gần đây á, thì Tân cũng theo một cái trend là đăng những tấm hình hồi xưa của mình lên. Thì những tấm hình hồi xưa nó gợi lại rất là nhiều kỷ niệm mấy bạn. Giống như mà mình nhớ lại cái thời mình còn khó khăn như thế nào, mình thèm thuồng cái này thèm thuồng cái kia ra sao, để rồi mình cố gắng từng bước để mình có được chút ít gì đó trong cuộc sống. Thì hồi đó có một cái ngành nghề đó, chắc khi mà nói tới thì chắc bạn không thể nào mà không nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Thì cái ngành đó là model. Thì xuất thân mình là nhiếp ảnh. Cái thời gian mà mình sau khi quay đám ma đám cưới là mình bắt đầu làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Mình đã có được những cái thành quả nho nhỏ và có một cái studio tại nhà. Và mình nhận chụp cho bất cứ ai, bạn bè, thân hữu, model, ca sĩ, người mẫu biết đến mình thì người ta tới để book show mình chụp. Thì mình có làm poster cho một cái nhóm múa. Cái nhóm múa này thời đó là nó cũng khá là có tên, nhưng mà không phải là tên theo dạng mà nhảy cho ca sĩ hạng A, hạng B, mà là nhảy cho ca sĩ hạng C, nhảy cho tất cả những chương trình truyền hình, và đôi khi là có nhảy cho đám cưới, tiệc. Thì nói chung là người ta nhận hết tất cả mọi thứ. Thì cái người trưởng của cái nhóm múa này á, là một cái người anh và là người bạn của Tân. Thì ảnh là người bút Tân đi chụp. Thì mình nói đây phải mình khoe cái vai trò của mình với anh này, thì là ảnh rất cần mặt mũi của mình có mặt ở trong các cái buổi tiệc của ảnh, cũng như là có mặt trong các cái cuộc hẹn của ảnh. Tại vì mình lúc đó là người có nem hơn ảnh. Thì khi mình ngồi đó, cái uy tín của mình và cái tên của mình cũng như là những cái sản phẩm mình làm ra hầu như là đối tác của anh này rất là thích. Tại vì anh biết mình đã chụp ở môi trường chuyên nghiệp rồi, cho nên là rất là thích và họ thường xuyên hẹn mình ra. Thì Tân với anh này không có lạ gì với nhau hết, tại vì anh em dường như là từ khó khăn đi lên. Cho nên rằng là Tân cũng rất là welcome khi mà mình đi đến chơi với ảnh. Thì lúc này ở trên đường Tôn Thất Tùng, ở trong một cái hẻm nhỏ. Con hẻm này á, sau này thì cái tiệm đó được nhiều người biết tới lắm. Mà tôi không biết là các bạn có biết hay không, hoặc là cái người chủ của tiệm đó biết hay không. Họ biết đến cái con hẻm này bởi một cái quán phở khô Gia Lai. Và từ đó mình mới biết cái từ phở khô Gia Lai là như thế nào. Tại vì mình người Sài Gòn, nào giờ mình chưa ăn phở khô Gia Lai. Nhưng mà chắc hẳn là các bạn biết được cái chỗ đó rồi. Thật là cái địa điểm mà xảy ra cái câu chuyện đó. Thì các bạn không biết rằng là cái chỗ phở khô Gia Lai đó lùi lại một thời gian trước nữa, tầm khoảng 4-5 năm. Thì nơi đó là một cái phòng trà hát với nhau. Thì cái phòng trà hát với nhau này á, nó được mở ra bởi một người. Và người này thì không có thân với Tân, mà lại thân với cái anh trưởng nhóm múa đó. Thì cái anh trưởng nhóm múa đó với người này rất là thân và cùng làm việc với nhau trong cái môi trường showbiz, nhưng mà không phải là cao cấp. Thì cái người đó mở ra cái phòng trà hát với nhau đó với mục đích trá hình. Tân nói thật sự thẳng là vậy luôn. Mục đích là trá hình. Và trong đó có không ít những cô gái mà họ khó khăn, hoặc họ từ dưới quê lên, hoặc là họ chưa hiểu sự đời. Thì vào đó với một cái lời hứa hẹn là trong tương lai sẽ giúp nổi tiếng. Thì cái người này á, dường như là họ trải qua hết những cô gái nào đẹp nhất. Cái người chủ đó trải qua hết. Nhưng mà bề ngoài thì giống như là một người của thế giới thứ ba, rất là nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Nhưng mà không phải. Giống như mấy cái phim mà trong Thâm Cung Nội Chiến, cứ tưởng là tổng quản thái giám là thái giám mà không phải. Hóa ra là người chưa có tịnh thân. Kiểu vậy. Thì Tân là người cực kỳ ghét loại như vậy. Tân ghét những người như vậy không phải là vì Tân là người tốt đẹp hơn người ta. Mình cũng thích người đẹp. Mình thích người đẹp, mình mới thấy được cái đẹp.
mà mình làm nhiếp ảnh, mình mới chụp ra được những đường cong đẹp, những khoảnh khắc đẹp. Mình lưu lại cái kỷ niệm cho cái người model đó và giúp cho người ta thăng tiến bằng những tấm hình đó. Nhưng thích là thích, thương là thương, mến thì nói, chứ không có nói với người ta là cho người ta một con đường thành công. Đó là lừa đảo. Tân là vậy. Tân yêu là Tân nói, mến là Tân đến. Chứ Tân không có nhất thiết phải nói rằng là thương anh đi, anh sẽ cho em một con đường để thành công. Cùi bắp, không có ai cho ai con đường thành công được hết á. Yêu thì cứ nói yêu, thương thì cứ nói thương. Mình lớn rồi, cái cuộc sống xã hội bây giờ đó, thuận mua hay dừa bán, chứ không có cái kiểu mà mình đi lừa người ta. Và đặc biệt là những cái cô gái mà người ta mới lớn. Tại vì Tân hiểu những cái người đó, cái tâm lý của họ không có ổn định, họ rất là mơ mộng, mà họ chưa biết cuộc đời này nó tàn nhẫn như thế nào. Lỡ mình hứa mình không làm, mà mình làm cái gì mình chà đạp là có chuyện. À, thì cái người chủ của cái quán phòng trà đó đã làm cái chuyện đó, hứa hẹn với không biết bao nhiêu cô gái, bắt đầu từ một cái người con gái dễ thương, đưa lên làm BG, đưa làm BG cho người ta thấy được cái ánh hào quang. À, từ từ bắt đầu đưa qua mấy cái quán bar ngày xưa là có biểu diễn bikini ở trong quán bar là có, để thu hút khách. Thì những người đã bắt đầu bước lên, thì trước cái sự hò reo đó, họ không có biết rằng đó là một cái cuộc sống sẽ đưa họ đi vào sự bế tắc. Họ cứ nghĩ đó là được sự đón nhận, nhưng mà không phải, đó là chốn ăn chơi. Đó là chốn ăn chơi. Thì cái người chủ của nơi đó, đó là không biết bao nhiêu cô đã bị lừa gạt như vậy rồi. Thì cái kết cục của sự lừa gạt đó là cái gì? Đi về lại với đời sống bình thường nhất, rồi giấu nhẹm cái quá khứ đó đi, để tìm một tấm chồng khác. Thì mọi chuyện nó cứ diễn ra như vậy trong cái quá trình mà Tân nhìn thấy được cái người đó, qua cái người anh làm nhóm múa đó. Thì có một ngày, cái chuyện gì nó đến nó sẽ đến à, chuyện tâm linh mà. Thì có một ngày trong đó xuất hiện một hoa hồng đẹp. Hoa hồng đẹp là sao? Những người khác không đẹp hay sao? Không phải. Mỗi con người có một cái gu. Dù bạn là người tốt, người xấu, người bất cứ thể loại người gì, bạn sẽ có một cái gu về đối tượng mà bạn thích. Nhưng đôi khi bạn không biết cái gu đó là cái gì. Thì cái ông này, cái gu cái cô đó là gu của ổng, mà vô tình xuất hiện ở đó thì bằng mọi giá ổng phải chiếm hữu. Nhưng tiếc thay, nơi phòng trà đó nó có hai loại tiếp viên. Một là ngồi với khách, hai là chỉ đứng ở bên ngoài với tư cách là reception thôi, là dẫn khách vào bàn. Thì cô này chọn cái mức lương đó để đứng ở vị trí đó thôi. Vậy là bóng hồng lướt qua bên ngoài cửa, Tân gọi là như vậy. Tại vì Tân thấy nhiều ông bị gạt bởi vậy lắm. Đi ngang thấy người đẹp đứng trước cái tiệm nào đó, ngon rồi, thằng đó bước vô lực sĩ không. Ăn chơi là phải biết nhìn, thấy không? Thì cái cô đó đứng cái vị trí đó, thì người ta có quyền lựa chọn. Nếu như người ta khó khăn, người ta cảm thấy có thể ngồi với khách thì người ta ngồi. Hoặc là người ta thấy là người ta không khó khăn đến mức đó, mà người ta cần kiếm thêm ban đêm, bận áo dài vô làm reception, đứng ở ngoài cửa. Thì ông này ổng tức. Ổng tức là tại sao cái người đúng gu mình mà lại không buông thả. Cái nghiệp từ đó mới ra. Thì ổng mới đeo đuổi. Ổng đeo đuổi, ổng làm đủ mọi thứ, ổng làm đủ thủ đoạn hết. Thì theo Tân được biết từ cái người anh đó, là một cái đêm ổng chuốc xỉn nhân viên, và ổng chuốc xỉn cô này, và ổng đưa về khách sạn. Thì sau cái đêm đó, mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Là cô này cô tự sát mấy bạn. Tại vì cổ sắp cưới rồi, cổ có chồng sắp cưới rồi, mà sau cái chuyện đó là cổ tự sát. Thì khi mà cổ tự sát thì gia đình cô này rất là khó khăn. Tại vì mẹ của cô này với ba cô này là không có lao động, cho nên là mới nộp đơn lên kiện là cái ông này đã làm gì con gái họ, để con gái họ phải nghỉ quẩn tự sát. Con người ta mà.
Đó thì ông này dùng tiền bịt miệng. Ông này dùng tiền bịt miệng thì khi tới nhà đó, ông tới tận nhà của người ta để ông dùng tiền bịt miệng luôn. Thì qua thương lượng như thế nào đó thì hình như là ba mẹ cô này chấp nhận. Bị gia đình đang rơi vào tình cảnh gọi là thiếu nợ mà quá khó khăn đi. Bây giờ kiện phải cần tiền. Thì bây giờ ông đưa thẳng tiền rồi thì không kiện nữa. Và ông làm một cái hành động rất là ác. Ông nói thôi bây giờ con lỡ như vậy rồi. Mà em nó thì cũng nghĩ quẩn, con đâu phải là người không có trách nhiệm đâu. Con chấp nhận lấy em nó làm vợ chỉ là vì em nó cảm thấy có lỗi với người chồng sắp cưới cho nên tự sát, chứ không phải là con bỏ em đâu. Bạn thấy miệng lưỡi không? Chứ không phải là con bỏ đâu. Mặc dù con sai lúc đó mà cũng là có qua có lại, mà con chấp nhận con lấy mà. Ông giải thích cho gia đình người ta như vậy các bạn. Ông giải thích cho gia đình như vậy. Thì bây giờ ví dụ như hai bác có kiện con đi nữa thì bây giờ người chết bà chết rồi. Lúc đó ông toàn nhân viên của con không, mà ai cũng thấy cổ đồng ý lên xe để con đưa về. Trên đường đi cổ đồng thuận hay không đồng thuận làm sao mà hai bác biết. Bạn thấy cuộc sống chưa? Người ta nó chở treo hoặc là chở mặt. Thì hai ông bà này chịu. Thì ông mới nói là thôi bây giờ nếu nên lỡ vậy rồi thì coi như con bị mất một người vợ hụt. Thì thôi cho con xin cái hũ cốt của em, con mang lên chùa con gửi để cho tâm em nó tịnh. Để cho tâm em nó tịnh thì con đóng tiền hàng tháng hàng năm cúng dường để coi như cầu cho em nó siêu thoát. Còn riêng hai bác ha, con gửi một số tiền để hai bác có thể sống nửa đời còn lại coi như là không phải là quá dư giả nhưng mà không có thiếu thốn. Lâu lâu 2-3 tháng nữa, con kiếm tiền được cái con qua con gửi coi như phụng dưỡng cha mẹ vợ của mình. Bạn thấy miệng lưỡi. Thì ổng mang cái cốt về, ổng không có để lên chùa mà ổng đưa cho thầy chứng yểm thành vong để ổng mang về lại nhà của ổng, ổng thờ. Coi như đây là một cái vong vợ ổng, ổng mang về ổng thờ để làm chi? Để khiến cái vong cái cô này là giúp ổng kêu gọi thêm nhiều con gái đẹp khác đến cái tiệm đó. Thì bạn biết mà, đời mà, thấy không? Lúc ban đầu á thì người ta đến vì ánh hào quang, vì tiền. Nhưng bây giờ đã xài đến vong rồi. Có nghĩa ông đã tính hết rồi các bạn. Ông tính cái cuộc đời của ông mà nếu lỡ một người nào đó tự sát vì ông, ông sẽ biến người đó thành vong để mà ông khiển tiếp. Chứ không có phải là ông sợ mà ông đem lên chùa, ông tìm thầy, ông giúp ông không? Ông cần. Ông đem tới để ông chứng luôn, để làm vong giúp ông. Nhưng mà thầy nào mà chứng nổi bạn. Người ta chết oan, chết tức, chết tủi. Thầy nào mà chứng nổi. Khi ông mang về nhà đó thì 3 ngày sau ông bắt đầu ông có chuyển biến. Thí dụ như trước đây là tổng quản thái giám chưa có tịnh thân thì bây giờ giống y chang tịnh thân rồi, người cô này cũng nhập. Thì đi ra đường ăn bận y chang con gái. Từ bận quần jean áo jean thành bận đồ y chang con gái. Mà buổi tối mà khi mà lên cái phòng trà đó ngồi nói chuyện á, là nói chuyện y chang cái cô mà đã chết. Đứng đúng y chang cái vị trí mà cô đứng đón khách. Thì những người trong đó người ta nhận ra cái cử chỉ, cái bộ dạng người ta nhận ra. Thì người ta mới tới người ta hỏi. Người ta hỏi thì mới nói rằng là tụi bay nghỉ hết đi. Thằng này coi bộ tháng nữa nó chết à. Tại tao vô được người của nó rồi. Tao hưởng được cái dương khí của nó rồi. Tụi bay mà không nghĩ mà còn giúp nó, tao hại chết hết. Thì người ta sợ quá, người ta nghĩ. Người ta sợ quá thì tao phải nghĩ thôi. Thì dưới chướng của cái ông này đó là có một cái người trợ lý nữa các bạn. Cái người trợ lý này cũng giúp ông này đi tìm người đẹp ở khắp nơi về để ông dụ. Thì cái người trợ lý này cũng tự nhiên bất bình thường. Cũng tự nhiên bất bình thường. Đi về nhà tự đốt nhà, đập đầu vô tường, làm những chuyện bất bình thường là cũng tự động đi lên phường tố giác chủ mình luôn. Đi lên nó là quán, nó là cái quán trá hình này kia các cái. Thì người ta mới xuống người ta hốt. Người ta xuống người ta hốt thì không mở được nữa. Đó, đem cái hũ cốt về mà không mở, để định là phù hộ cho làm ăn nên, mà rốt cuộc đem hũ cốt về nó nhập trong người.
Bây giờ là mở tiệm không được, người ta cấm. Tại phòng trà hát với nhau, bạn làm chuyện trá hình mà, người ta biết thì người ta cấm. Thì mới nghĩ, mới đóng cửa. À, đóng cửa thì ông này ở nhà. Ở nhà thì bạn biết là lúc ông tỉnh, thì ông cố gắng lắm để ông bò tới cái hũ cốt, ông đập. Nhưng mà không bao giờ được. Bị nhập mà, không bao giờ được. Và làm bất cứ cái gì cũng lụng bại hết. Thì đến một ngày là ông ngồi ở ngay quán ốc bên quận 8, ông nhậu. Thì lúc này là ông nửa tỉnh nửa mê rồi. Đó, nhậu với cái ông anh bên nhóm múa của mình đó. Lúc này nửa tỉnh nửa mê. Thì khi mà nhậu với ông anh bên nhóm múa đó, à, tự nhiên lời qua tiếng lại đâu trong toilet đó. Ông lấy đồ ông đập người ta thì ông bị ta đâm chết. Ông bị đâm chết. Mà đâm lúc mà nằm thoi thóp mà đợi người ta cứu đó, thì ông nói rằng là em dẫn ảnh đi với em nha. Anh mà có qua nhà ổng á, nhớ đem cốt em về với cha mẹ em nha. Cái cốt để đằng sau gầm cầu thang đó, mà bịt cái giấy đỏ là cốt của em đó nha. Còn hai cái hũ kế bên á, là cốt của người ta em không biết. Mà ông anh trong nhóm múa nghe rõ ràng vậy luôn. Có nghĩa ở nhà không phải chỉ có cốt cô này, mà còn hai hũ cốt khác của ai thì không biết. Thì lúc này ổng nằm thôi thấp, ổng chưa chết bạn. Khi xe cấp cứu tới đưa lên được rồi thì đi được khoảng 15 phút sau mới chết. Thì chết thì tang lễ đồ tổ chức trong nhà ổng xong xuôi á, thì ông anh mới lén vô. Ông anh bên nhóm múa tân mới lén vô ra biết sao cầu thang. Mới lấy cái hũ cốt nó nhỏ lắm. Thì lấy đúng cái hũ mà có giấy đỏ thôi. Còn hai cái hũ còn lại nhìn thấy cũ lắm rồi mà không biết ai. Nhưng mà cái hình dáng trên đó là hai ông bà già. Vì chỉ chụp đúng cái hũ của cô gái đi ra thôi. Nhưng mà ông anh nhóm múa của mình lại làm một chuyện rất là sai. Vì không mang đó lên chùa, mà lại mang đi về cái phòng tập của mình, bỏ vô trong tủ thắp nhang thờ, để mong cô này phù hộ cho nhóm mình phát triển. Đây là một chuyện vô cùng sai lầm. Thì khi ổng kể cho Tân nghe, Tân nói là anh ơi, mang lên chùa liền đi anh. Người ta đã nói anh, người ta dặn anh vậy rồi. Anh đã thấy người ta hại cái người mà hại người ta rồi, mà anh còn giữ trong tủ làm cái gì. Anh thắp bao nhiêu bánh trái cũng không bằng người ta về với cha mẹ người ta, đưa người ta về với nhà gia đình người ta đi anh. Thì ông này không chịu, không chịu. Thì Tân nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, Tân nói rất là nhiều. Thì có một ngày, ông mới nói với Tân là mày đợi hết tuần này đi rồi tao sẽ mang nó về với cha mẹ. Tân mới hỏi tại sao phải đợi hết tuần này mà không ngay bây giờ. Ông nói là tối nay có một trận banh. À, trong tuần này có một trận banh, anh muốn xuống xác kiếm tiền. Nếu như cổ muốn về cha mẹ, cổ cho anh cái báo hiệu đi. Anh chơi một dáng lên luôn, anh đưa về cha mẹ liền. Thì đêm đó ông cầu, ông tự mua hai miếng gỗ, ông quăng đó các bạn, mặt sắp mặt ngửa đó. Ông cầu thì ông thấy cái đội mà ông đang muốn bắt đó, sẽ thắng. Kèo trên, kèo dưới gì đó, Tân không biết. Mà đêm đó chơi một dáng là đi bụi đời luôn. Chơi đúng một dáng đi bụi đời luôn. Đúng một dáng một. Đến bây giờ là ông anh nó mất tích khỏi giang hồ luôn. Không còn thấy mặt trên giang hồ từ đó. Và nhóm đó cũng cầm cự được một thời gian rồi mất. Thì bây giờ cái hũ cốt cô đó, Tân không biết là ở đâu. Tại vì Tân nghe nói là sau này có một cái người khác, họ lên họ nhận cái đoàn đó, thì họ có mang cái hũ đó đem đi rồi, chắc đem lên chùa hay là sau đó Tân không biết. Nhưng mà nhóm này tồn tại được đâu đó khoảng 2 năm thì lụng bại. Còn riêng ông anh nó đến tận giờ phút này, đến tận giờ phút này luôn, Tân nhờ người tìm người anh đó rất là nhiều. Tân nhờ tất cả những người quen biết với cái ông anh nhóm múa đó để tìm mà không gặp. Chỉ một dáng bài đó thôi, chỉ một cái dáng bài mà xin người âm mà người ta hại mà bạn. Bạn không làm theo ý người ta hại mà đi bụi đến giờ là không bao giờ thấy trở về. Mà vợ sắp cưới là rốt cuộc là đi lấy người khác, gia đình tiêu tan hết. Tân hỏi những người rất là thân thiết với ổng, phải nói là cánh tay phải, cánh tay trái của ổng luôn,
mà không ai biết ông ở đâu. Chỉ đúng một lần cuối cùng Tân nghe nói có một người bạn thấy ổng đang bán trà sữa ở trong một cái chợ, hình như là chợ Hồ Thị Kỷ. Nhưng mà Tân đi mấy vòng, Tân tìm bấy lâu nay mà Tân cũng không có thấy ổng ở đâu. Phải nói là một lần va chạm với chuyện người âm, mà đặc biệt là người chết oan, mà chết tức tuổi, người ta dặn mình cái gì mình làm cái đó thì mình họa may có phước. Còn mình muốn chiếm hữu người ta, bởi Tân nói thân phận người con gái rất tội. Đã phải đi kiếm tiền lo cho cha cho mẹ, phải một chân bước vô cửa tử. Tại vì bạn bước vô cái phòng trà đó, một chân bước vô chuyện bậy rồi. Từ đứng ngoài đường rất là dễ nè, từ cái vị trí reception rất là dễ. Tại vì ông bướm dờn bên hoa mà, bạn đẹp cỡ đó, bạn đứng trước cửa, bao nhiêu đại gia nó không thích ông bướm bên trong, bung tiền nó vớt liền. Hồi xưa nó phải như bây giờ, bây giờ thì thôi kiều nữ ai cũng giàu hết. Còn hồi xưa để mà tiến thân rất là khó, phẫu thuật thẩm mỹ thì chưa có. Cái thời đó phẫu thuật thẩm mỹ chưa có, nét đẹp mạnh ai nấy đẹp, mỗi người một nét chứ không phải giờ ai cũng giống ai. Mạnh ai nấy đẹp, trời cho ai nấy hưởng. Mà đứng ở đó là trước sau cũng bị dớt thôi. Mà vì cha vì mẹ mình phải vô đó làm kiếm thêm, mà bị ông này hại phải tự sát. Tự sát rồi mà còn bị chiếm hữu cái cốt nữa, cái cốt mà cũng lấy nữa, rồi chết. Tưởng được về với cha mẹ rồi, chăn trối rồi, rốt cuộc bị ông anh mình hốt tiếp, cũng là hốt cái cốt tiếp, để về mà xin mấy trận banh đề đớm. Bạn thấy đời nó khổ, mất rồi mà không được về với cha với mẹ mình, mà bây giờ biết lưu lạc nơi đâu. Còn ông anh cũng lưu lạc luôn, gia đình thì tan nát hết. Đây là một cái câu chuyện về con người, về tâm linh, về quả báo. Không ai muốn sở hữu một linh hồn kế bên mình hết bạn nha. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay, cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.